Hôm nay chị em mình sẽ vẽ một con vật rất quen thuộc qua câu ca dao. Con cua 8 cẳng 2 càng, một mai hai mắt rõ ràng con cua. Một điều thú vị nữa các em có biết là gì không? Đó là loài cua chỉ bò ngang, không bò thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ con vật đặc biệt này nhé. Đầu tiên chị vẽ một đường cong. Hai hình tròn phía trên làm đôi mắt. Rồi mỗi bên mắt chị vẽ hai đường cong nối xuống đường ban đầu. Sau đó chị nối hai đầu của đường cong bằng một hình cong khác lớn hơn, giống kiểu một nửa hình tròn ấy các em ạ, làm mai của con cua. Rồi chị vẽ thêm hai hình tròn nhỏ mỗi bên mắt. Từ phần mai cua, chị vẽ một đường cong giống hình chữ L nằm ngang. Và chị vẽ thêm một hình chữ L tương tự, song song với nó là một chiếc chân của con cua. Tương tự hai chiếc chân phía dưới. Các em lưu ý là các chân sẽ có kích thước nhỏ dần nhé. Chị cũng vẽ phía bên kia chiếc chân tương tự. Ở mỗi chân, chị vẽ một đường cong nhỏ. Cuối cùng, chị vẽ càng cua, cũng là hai đường cong song song. Thêm một hình chữ C ngược. Rồi chị vẽ một chữ V bên trong, nối hai đầu của chữ C. Tương tự với chiếc càng đối diện. Và chị cũng chia chiếc càng làm hai phần. Thêm một chiếc miệng cười ở mai cua. Vậy là chị đã vẽ xong những nét cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào. Ta-da! Một chú cua màu đỏ thật nổi bật đúng không nào các em? Trông chú cua hiền hiền vậy thôi chứ nếu không cẩn thận bị càng cua cắp thì cũng đau lắm đó nha. Chúc các em có những bức vẽ thật đẹp nhé. Bye bye!